10 đi, số 10 đi em. À, xin em. Số 7. Chị ấm nó 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 nó. Mẹ ơi. Xin chào mọi người, welcome to WeWolf Channel, một channel về board game. Hôm nay mình sẽ chơi cái game rất là nổi tiếng tên là Catan. Và mình tên là Đạt Từ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và part-time board game player. Và đây là... Mình tên là Trường, mình làm anh hại. Hôm nay mình rất vui, mình được uống trà sữa. Ok. Xin chào các bạn, thì mấy bạn cũng biết mình rồi đúng không? Mình tên là Vinh. Xin chào các bạn, mình là Huy và mục đích hôm nay mình chơi Catan là như vậy thôi. Mình sẽ được như vậy là ok rồi. Ok, thì hôm nay bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi ha. Thì mà cái bản bộ đồ này các bạn đang thấy đó là mình dùng một cái app ha. Thì cái app mình sẽ để cái link phía bên dưới cho các bạn. Nếu mà các bạn muốn tìm thì cái app này rất là hay, nó có thể cho các bạn generate mấy cái map này cho các bạn. Các bạn có thể chơi map 4 người, chơi map 5 người, chơi map 6 người, nó đều khác nhau cả. Có những cái dạng bản phiên bản mở rộng chẳng hạn như là Seafarer, nó cũng có ở trong cái app này luôn, cho nên nó rất là tốt nha nếu mấy bạn nào mà thích. Thì bây giờ mình bắt đầu, đó là Đạt sẽ làm màu trắng ha, và Huy sẽ làm màu cam, Vinh sẽ màu xanh, này còn Trường sẽ là màu đỏ. Mọi người sẽ bắt đầu đổ xúc sắc coi ai sẽ là người có số xúc sắc cao nhất thì người đó sẽ là người đi đầu tiên. Okay, Huy thấy ra số 5 nha mọi người. Vinh thấy số 5 luôn. Số 5. Số 4 là gì? Số 3. Thì cái game này á mọi người, trình độ không bằng trời độ. Nên các bạn sẽ ngồi phải tập trung hết sức cái phước của mình, tu hành từng kiếp trước. Ra số 1. Rồi ra. Số 4. Chứng tỏ okay. Trời không độ. Ok giờ. Ăn chay nhiều quá mà trời không độ. 6 nữa. Ok, bên thầy số 9. Khi mà chơi đầu tiên thì người mình sẽ đặt một căn nhà và một con đường trước nè. Cho mấy bạn nào thắc mắc là muốn cách hiểu cách chơi cái game này thì có link ở dưới phía dưới phần description nha. Bạn cứ nhấn link vô đó và học cái game này, rất là dễ chơi. Em thấy là anh nên đặt chỗ này nè. Ghê hả? Đặt chỗ này nha. Chỗ kia nó nhiều cát. Rồi. Em đặt em không biết đặt đâu, đặt chỗ good này đi. Ngón nhỉ? Mình chỉ căn nhà ra đường cho đây nè. Thế là em nha. Đặt một căn nhà và một con đường nha. Đây. Wow, số ngon, số ngon. Ok, giờ tới lượt mình. Huy ráng canh mấy số 8, mấy 6 hay mấy số. Mình sẽ tạo khó cho game của mình. Đi thẳng ra ngoài đây. Trời. Cũng được. Và một con đường. Ok, vì Huy là người đi cuối nên Huy sẽ được quyền đặt hai căn nhà và hai con đường rồi. Cho nên ra một căn rồi đó, giờ đặt thêm một căn nữa. Không bắt buộc phải liền nhau nha. Có thể đặt một đó vị trí khác trên bản cờ cũng được. Ok. Đây. Và đặt con đường, căn đường nữa. Không sao, Huy góp vui. Huy góp vui. Ok, để lượt Đạt đó, Đạt sẽ đặt căn nhà thứ hai. Khi mà em đặt xuống vậy em có quyền chọn. Vì em là người cuối cùng nên em mới có người chọn vậy thôi. Em có quyền mua chọn một trong hai căn nhà này để lấy resource. Có nghĩa là em nếu chặt căn này em sẽ lấy được ba cái này. Nhưng nếu chặt con này em sẽ lấy được ba cái này. Ok, em lấy bên này đi. Bên đó hả? Đúng rồi. Ok. Okay. Heo á hả? Đạt sẽ lấy được một lỗ và một ship nha. Cho những bạn mới coi thì đừng nên đặt giống như Huy. Chưa biết chơi mình gấp vui thôi các bạn nè. Lô đá và ship nè, gửi đá ship của cái này của Trường. Còn đến nhà căn nhà thứ hai của Vinh đúng không? Vinh đang thiếu lúa và thiếu gạch mọi người ơi. Có một cái OB đó. Ok, thì Vinh sẽ lấy một gạch, một ship và một lúa nha.
mà vì Vinh là người đi đầu tiên nè, mình sẽ roll đầu tiên nha. Số 11. Thấy không? Em được 11. À, em được một cái gỗ em và được em được một cái đá. Rồi. Thank you. Ai có gỗ không? Có em. Ship được gỗ không? Đương nhiên. Ok. À, em không có ship đúng không? Đây, xây một con đường nha. Rồi mọi người ơi, đi đi. Con số gì đây? 5. Số 5. Số 5 được. Ok, go. Mình không được gì vậy. Mình cũng không được gì cả. Mình sẽ đổi một cái lá Development card. Development cards here. Một lúa, một cừu và một đá. Trời, chết các cậu rồi các cậu ơi. Ở đây. Chết tôi rồi. Số 10. Số 10, ô, hai cừu nha. Quá ngon, quá ngon. Bên kia gạch không có ai cả. Anh làm gì không anh? Mấy cừu không? Em có cừu nè. Anh có cừu. Em không có cừu. Em có cừu rồi thôi, em tự chơi. Rồi. Ok. 8 nha em, số 8 nha. 8. Đương nhiên là số 3 của tớ rồi. Đá quỷ nó sát dữ. Mình muốn xây nhà thì phải có đường chứ hả? Đúng rồi, phải có hai con đường mới được xây một cái nhà. Ừ. Thôi thì mình xây đường. Quy định xây đường thôi. Đấy, mình bỏ một gỗ và một gạch. Bỏ một gạch, xây một con đường. Xây một con đường. Ở đây. Ở được. Bên kè. Được luôn, yes. Ok, thấp chưa? Ok. 4. Oh, một lúa. Em hai lúa. Wow 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 wow. Nhà ô em một gỗ. Một lúa. Em gỗ là số 6. Số 6 đạt có một lúa. Một lúa. Hai lúa. Cái này số 6 hay số 9? Ồ, số 6 luôn, hai lúa. Bên này nữa. Ồ, oh, oh, ghê quá ta. Nhìn đâu. Em có cừu không? Có ai có cừu không? Em cho lúa nè. Không, không có. Anh có cừu nhưng mà anh muốn đổi gạch. Được. Em có gạch không? Không, actually không, em chơi cái em chưa có gạch hơn nè. Nhưng mà cái này đang lượt ai? Em đang lượt em. Ok ok, em chơi đi. Em xin hai cái đá nha. Hai cái đá. Em có Year Plenty, được lấy hai resources bất kỳ. Lấy hai nguyên liệu bất kỳ. Vâng, và bây giờ em sẽ upgrade nhà của em với ba đá và hai lúa. Ủa. Wow. Rồi chẳng thôi. Bình tĩnh mọi người. Em sẽ up cái nhà này nhá. Ghê chưa? Rồi. Thôi rồi, mới vô. Thôi rồi, tôi đời có lựa quá. Em xong rồi đó. Đây nha. Đạt, thấy số 8 rồi nè. Số 2. Đương nhiên là của tớ rồi. Thôi hai gạch luôn. Tớ đã hack game rồi các em, bạn nè. Anh cho em hai anh đổi cù lấy gạch không? À, em mới được hai gạch anh. Nên là em không cần nữa anh. Không, ý là anh muốn có gạch á. À, em cần cái gì? Em cần cù không? Hiện tại em cần gỗ nè. Gỗ hay gỗ hàng cũng cần. Ông Huy lấy cừu đi, tại vì Huy đâu có cừu đâu. Không có cừu không có xây nhà được. Có cừu rồi, nãy đổi cừu với Vinh rồi. Đấy. Ờ, em đã có cừu. Cần lúa không? Em có, em còn lúa. Nó có lúa luôn, nó mới đổi. Em có lúa. Vậy là không đổi đúng không? Đây là số 8. Trời độ, trời độ kìa. Cho em hai gạch đi. Thank you mọi người. Rồi ship đi, lấy gạch không em? Rồi ship lấy gạch hả? Không, có gạch rồi em nè. Em chơi gì đi. Thôi, rồi ship lấy tiền không? Development card. Một okay. Lúa, một cừu và một đá. Một lúa, một cừu và một đá, lấy một cái development card. Ok. Số 8 nha. Số 8 luôn. Ủa, mình đang có số 8 kìa, mình không lấy. Trời ơi, một gạch, một đá rồi. Mình đang mình quên lấy cái đá okay. Rồi. Cho em 2 đá. Ê, 2. À, dạ. Buồn quá, mất cái đá rồi mấy bạn. Mình sẽ xây một căn nhà nha mấy bạn, một cái nhà nè, đó, một gỗ, một gạch, oh, một ship, à, một chuẩn lúa. Bị một đống gỗ luôn, em mình lúa luôn. Rồi ai có lúa không? Em có gạch rất em nhiều. Em có lúa. Em có một lúa. Em có lúa hả? Em cần gạch. Em có gạch không? Hai lúa được không? Hai lúa lấy gì? Hai lúa lấy một gạch. Thôi ba, chứ gì kỳ vậy? Thôi, thôi đợi, thôi. Em đợi anh. Ba. Trời độ bên kia nữa rồi, ba nè. Đấy, mình lại có đá rồi. Đã qua có gỗ đâu không? Đúng rồi, chứ có đạt có gỗ. Anh có đúng một cái gỗ mà. Em đưa anh hai gạch luôn. Đưa anh hai gạch lấy một cái gỗ qua. Má không biết gỗ gì vậy ra không nữa. Không rồi, với đạt đâu có gạch đâu, đạt đâu có nối gạch nào đâu mà sao cứ cả đời chúng mình chưa được nhau gạch anh nữa. Ơi. Hai gạch lấy một gỗ đó. Cả đời đâu có lấy được gạch đâu. Nhưng mà em có không có gỗ luôn. Xíu nó có gỗ giờ. Có mà, có bốn mà. Ok, thank you anh.
Rồi, ok, giờ em muốn xây đường một gạch một gỗ. Ok, một gạch một gỗ xây một con đường. Em đi ra ngoài đây, em chơi ngoài biển nè. Ok, đây, chơi nào đây. 8 số, đó, ồ, có 8 nữa. Gạch, 2 gạch cho bạn này. Số 8 không bị nhiều nha các bạn này. 8 nhiều thật đấy á. Yes, oh yes. Số 8 mà không ổn rồi. Em mấy anh sống hơi nghiệp, nãy giờ toàn đá với gạch vào mặt không? Đá em quên lấy cục đá trong cái gỗ rồi. Trời. Không, không có gỗ, chưa có gỗ. Ok rồi, phát trên. Chứ bây giờ mình nên ba lần lại game chứ đúng không các bạn này? Nên là mình xài một nai được chứ. Mua từ con này mình chặn lại số 8. Đó, cứ gạch bên này là nhiều. Và mình... Quý có gạch mà. Đây gạch. Mình cướp một cái gì bất kỳ hay là ngoài là cướp? Cướp một cho một trong hai người thôi. Một lá. Ok, nếu mà Huy cướp quanh trường là chắc chắn gạch. Anh cướp bên đây là chắc chắn một cái gì khác ngoài gạch. Anh lên chơi cái tan này nào cũng thắng. Đúng đó. Rồi. Anh nói biết vậy thôi. Thôi. Đúng rồi. Nếu mà bạn đưa tin Huy có gạch rồi á. Tung tin đồn, tung tin đồn. Mình đang báo lá cải kênh 14. Mình cũng đang cần cầu cơ hội mình cũng có thể kèm hay là anh Vinh. Cầu à? Không có cầu đâu. Không có cầu. Xin một con cầu được. Cũng được. Cái này cũng được. Trời cũng. Đúng chưa? Ủa, khoan mình em chưa đổ. Ok. Ủa đâu phải đổ trước chứ. Okay, đâu cái đó chơi trước được mà. Cái này đó chơi trước được. Em mới chơi cái này thôi. Số 7. Xin ngầu là 11. Ờ đấy mình lại được gỗ. Gỗ nó này. Chứ tớ gỗ đã về buôn làng. Đá đá. Ê đổi gỗ với anh không? À, em mới được gỗ. Được cái gỗ. Mình từ từ anh à. Mới là nhỏ mới lấy được cái là mới đòi gỗ rồi. Sao nó chơi? Anh đỡ có nhiều. À anh lấy gạch không anh? Sống cái chuyện bị nghiệp một. Anh không. Hồi gạch có gạch kiều. Gạch cần kiều. Anh có cừu. Gạch đồ kiều. Anh cần gỗ. Gạch đồ kiều ở đấy. Gạch đồ lúa. Gạch đồ lúa hả? Vậy? Cái này em đưa cái gì? Em cần cừu đúng không? Em đưa cái gì cho anh? Anh có cừu nè. Em có đá, có gạch. Đá hả? Anh cũng không có đá đâu. Đá cũng được rồi, đá. Đó. Rồi. Ok, đấy. Lên một đi vào một card liền. Một, vậy là mình được một gỗ, một gạch, một lúa và một cừu để mình thêm một căn nhà. Đó, quá dữ, quá dữ. Huy ra số 2 là ôm nguyên đám luôn nha. Trời ơi, sao nó xây số 2 rồi. Các bạn có thấy chuyện gì đang xảy ra không? Cái này là tôi chọn số không nên chơi. Cái này là play with the odds cho mọi người. Mình bốn gạch các bạn nè. Em bốn gạch các bạn nè. Không sao. Cái này quận 1 à. Còn nghèo với 1 rồi. 8, ôi trời ơi, có được nữa kìa. Trời ơi sao em nhiều số lắm mà nãy giờ không vô cái số của em vậy. Số em không ngon lắm luôn. Coi có lúa không? Em không có lúa. Anh đổi cái gì? Anh có lúa. Gạch đổi lúa. Sao dữ vậy ta. Một gạch đó một lúa đúng không? Một gạch bốn lúa. Rồi ok. Ok, mình mua một cái development card cho mấy bạn. Mình trả một ship, một lúa và một đá này. Mua cái development card nha. Ra số nào ngoài số 8 được mọi người? Để 8. Quá trời. Còn này mình chặn rất là trí các bạn nè. Trời, sao nó xui dữ vậy? Trời ơi, mình cho gỗ cho đi. Game cho số 6 đi. Cân bằng thôi, thôi. Ra số 6 đi. Mình số 2 cũng được các bạn nè. Số 2, anh ra số 7. Số 7. Số 3. Số 3 nữa kìa. Số 3 mình đã có đá. Lý cho bạn nè. Đặt nhà. Đặt nhà số 3 mà cũng được nhiều quá. Cái bát này Huy nó study sao rồi. Đấy mình được 6 số 6 à. Một lúa cho bạn có gì cả. Em 2 lúa lật. Em 2 nhà lúa à. Thôi mình cũng không có gì cả. Nên là ồ em chưa có nhà lúa. Thôi thôi mình lật cái này lên nha mấy bạn. Mua cái này nó coi. Nhà mình nhỏ. Ê, đó. Sao anh chặn em? Cứ của em. Trẻ em city rồi, em giàu. Liên quan, ok. Đá hay gạch? Chắc chắn gạch. Chúng mình giàu như nhau mà anh cứ... Rồi mất lượt. Nên được rồi. 5. 5 hả? Một gỗ cho mình. Một chen một cừu. Một cừu cho bạn Đạt. Có ai đổi gì không? Buôn vào hôm. Có ai đổi đá không? Mình có đá. Đá muốn lấy gì em? Gạch không? À, mình buông gạch anh nè, à. Mình không cần. Số 2 đâu ra thôi. Gạch số 2 có ra lắm á. Sao? Thôi, đồ đá anh đang mạnh đó Huy, anh đang 3 điểm, ai 3 điểm không chơi.
lấy thật là nói chứ mình mình lấy gì cũng được trừ gạch, lấy gì cũng được trừ gạch, lấy em đi em ơi. Thôi mình xây một con đường đi các bạn, chơi khó quá à. Nãy giờ kia được xây được đường luôn á. Cày. Coi có cừu không? Có cừu. Gạch đổ cừu. Nó gạch hoài, có gỗ không? Gỗ không? Không có gỗ, không có gỗ. Muốn ăn gạch không? Từ nãy anh đổi em cái gỗ là anh xuống luôn. Đó. Trời ơi. Trời ơi, có cừu có con gỗ. Ai chặt con cốt trí quá vậy? Em cay quá nha. Em nãy giờ em ba thơ nó không làm được cái gì. Thôi thơ tới từ sao làm được. Từ sao làm được nữa. Quá tạm ơi. Em xây trước hay em phải quăng trước? Nó phải phải thầy đấy đúng xuất sắc trước. Phải số 7 nha. Số 7 chứ. Số 7. Ai nghĩ luôn rồi, ông nghĩ luôn. Mày ăn mắm ăn muối. Tụi nó anh có mấy lẻ anh? Anh điểm ra cho mọi người coi. Ôi ôi trời. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 7, 8, 9, 10, 11. Vậy là anh đã bắt nằm lẻ thôi. Cày. Cày rồi, lỡn rồi. Cày. Nóng rồi, nóng rồi. 1. Ai lấy cho nó thùng nước đá coi. 2. Quay về ông quăng nha. 3. Trời ơi, luôn quăng kìa. Trời ơi. Trời ơi. Lấy nó đổi cho tôi được rồi. Không chịu đâu. Tham quá. 5. Rồi. 3. Giận. Có ai có gạch không? Anh cho gì anh? Em đi tới à, anh cần gỗ. Đó. Ồ, có ai có gạch không á? Anh, ồ, làm có anh có gỗ không chứ là. Rồi, hay một con đường. Bàn của em. Đó, anh lên đường rồi mọi người, cẩn thận nha. Chặn anh mua con này. Chặn vấn á, chặn vấn á. Có gì đâu. Chặn số 10 bên kia cũng chặn được. Số 10 nè. Chèn ép. Thì không đâu, số 8 là chẳng có gì. Anh ra số, anh ra số 7 mà. Ờ đúng rồi, quên. Đi kiếp ông này nè, ông này có gỗ á. Không, anh thật sự rất cần gỗ. À, nãy ra số 5 không có gỗ á. Có gỗ đúng không? Xây rồi, xây đường rồi. Xây xiếc thì có là mấy cái em đề. Rồi em nhìn. Lên lên gỗ. Sao kênh 14 cũng hát lại. Gỗ. Rồi, không phải. Rồi, next. Trời. Mình là góp vui thôi các bạn, mình góp vui cho 11 nè, thấy không? Mình đã được câu gỗ. Em lại ra đá nè. Đá. Cướp của anh. Anh có lúa nè. Nhưng mà anh rất cần gỗ. Nó cướp của anh á. Gỗ hả? Em mới có một gỗ. À, hai lúa đã một gỗ nè. Hai lúa một gỗ hả? Anh rất cần gỗ luôn á. Cẩn thận thôi, anh mà xây đường nó chết á. Anh lăn gạch rớt thôi giờ. Giờ có tin đường nào không? Đạt không có tin được đâu. Đạt sắp long được show rồi. Long được show giọng đạo. Không quên được này. Không, hai lúa đúng không? Đúng rồi. Cái strategy của anh Đạt là đi vòng phía bên đây. Xin lỗi anh. Hôm nay đúng không? Em là màu gì? Để đường đi. Nó màu cam. Mình là... Đấy. Mình đó. Long được show. Chưa, còn thêm một chưa, chưa được nữa. Ok. Thêm một xong chưa? At least. Ok. Mình ba bậc số 2. Số 3. Trời thiệt nữa. Đấy, trời ơi. Mình đã được đáng. Sao số... Quá sao ba số luôn rồi. Sống em mà dễ vô lắm luôn á. Nãy là con 3. Ủa sao lấy con 3 mà 11 cũng không ra nhiều mà. Cái bát à? Số 5. Trời ơi chẳng ơi. Cụ. Thấy có cụ kìa. Gì chán vậy? Anh cần đá không anh? Trời ơi, anh cần gỗ. Có ai có lúa không? Anh có chị... lúa. Anh cho đá, anh cho đá. Anh cần gỗ. Cho gạch luôn được, đá hoặc gạch. Một đá một gạch luôn. Em lên đá đúng không? Ok. 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 Có được quyền lừa nhau. Chả đâu. Chả đúng dài. Nó làm cái game kiểu như không nhận hơn. Bây giờ cái game trời không ai dám chơi nữa. Ồ, số 6. Ồ, số 6 vậy? Hai lúa. Hai lúa. Một người. Sao mình chưa có 6 vậy? Ủa, quên mất, mình vẫn chưa có gỗ mà. Cày. Cày đi.
Không thì anh đợi 4 cây lúa lấy một gỗ đi. Nói vậy anh lại thiếu lúa. Nhưng mà bán sau nó số 7 anh chết. Thôi bây giờ chắc phải đi bớt bài quá. Đi về cái ấy cái đi quên một cái development card. Một cái development card nha. Để một lúa. Bây giờ anh muốn đổi hai lúa lấy một gỗ thôi cũng được. Hai lúa một gạch. Một gạch lấy một gỗ. Một gạch. Rồi, thế em á. Hai gỗ một gạch á. Một lúa một gạch. Một lúa một gạch. Mình rất vui thôi các bạn. Anh rất vui rồi. Thấy số 5. Số 5 nữa giờ. Nữa trời. Anh nhờ cừu vãi. Mời mình. Đổi không? Đổi lúa không? Có lúa không? Thôi mà anh Vinh em không có gì ngoài đá. Thằng này thích đập đá. Số 8, gặp về làng mấy bạn ơi. Sao mình chỉ cần số 2 thôi các bạn. Ok, ai có lúa không? Em có lúa. Hai lúa, hai gặp lúa. Hai gặp luôn. Ok. Muối này đỡ quá ngon. Hai lúa nha mọi người, hai lúa và ba đá nha mọi người. CCT. Cảm ơn Đạt đã hỗ trợ chương trình này. Giờ đó mình biết mình nên xài con nẹp. Đó mình nên biết block ai. Không sao, số 8 cũng đã bị block rồi. Số 6 hai lúa nữa này. Hay quá, hai lúa. Nãy giờ không cái vựa lúa đâu ta. Trời ơi, nó xa dữ vậy. Anh lấy cổ mà. Lúa đây nè. Không có tới được đâu. Gỗ. Bỏ đi đinh ra đây. Không, không. Có đá không? Mày phải có đá không? Hồi anh cần đá. Em cần đá hả? Em cho anh gặp nếu mà anh cho em cựu. Nhưng mà anh đang có tính 3 cái gặp. Lấy thêm. Em cần đá hả? Má mày giờ bài không, anh gì anh nhiều bài lắm rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cựu đúng không? Em cần cựu. Ok, bây giờ em cho anh 2 gặp luôn. Để tặng bài tăng lên số 7 anh lại chặn lành nhỏ lên. Trên cái đá thì anh hay anh đi em. Anh không có đá, em không có đá. À, đá là anh. Đá này. Nhưng mà đáp không nên chưa phải được của em. Ờ, đó. Các bạn ăn nhiều quá. Anh có gỗ không? Anh đưa em hai gạch luôn nè. Nhìn sơ chắc e thôi. Không có. Đây là cái gì? Hai gạch. Hai gạch hả? Hai gạch đến làm gì? Không có gạch đổi không? Không đổi đâu. Đổi không? À, sau đây, hai gạch hả? Hai gạch lấy gì? Đổ. Lấy cái cụ. Liệu có phải là một good trade? Anh để, đang suy nghĩ. Rồi, đây. Khoan, đây nè. Mở đây. Ông chơi. Ông chơi. Ông chơi. Thank you. Rồi, đây số 7. Rồi, chơi gì đâu? Dạ, không, em chỉ okay. Đi đâu. Đây số 7 thôi. Số 7 nào. Số 7 nha mọi người. Số 7, số 7, số 7, số 7. Bây giờ xui những gì đó. Bây giờ số 7, số 7, số 7, số 7. Số 7 gì lên? Số 9, 9. Ồ, số 9 gì á? Hai gỗ về lấy. Một có cừu cho bạn Đạt, một có cừu cho bạn này. Ở số 9 hai cái gỗ. Còn một gỗ. Dạ, một gỗ. Một gỗ cho em. Ok, điều em kia, hai gỗ, một cừu. Em gọi 4 gạch xuống đất địa. Em gọi 4 gạch, đem lấy một cái gỗ. Ok. Được. 4 gạch lấy một gỗ. Đúng rồi. Mà người chặn anh đẹp nha. Anh này rất là khó struggle luôn á em. Ok, một lúa, một gạch, một gỗ, một cù. Wow. Xem một căn nhà. Wow. Ok, đẹp bình thường rồi mình nông thôn nước lũ. Ê, à, mình muốn đổi. Ôi trời. Ủa là nhà sách nhà người ta sao vậy? Chết để thắng năm nhất. Lát nữa xem mà xây hết mấy căn nhà luôn đấy. Anh mượn. Nhưng mà mình được điêu gì không? Mình được điêu gì không? Mình được điêu gì không? Được chưa? Em muốn đổi một lúa lấy một đá. Thôi còn gì đâu. Có một đá, một đá anh. Em có đá không? Em có đá chứ, vừa đá đây anh. Lấy lúa không? Em nè. Cũng à. Nè lên để cho người khác chơi nữa. Trời ơi, nó đi lối vào. Nè, lúa. Tôi người khác nó hối. À, em lấy một cái development card. Cái kia chưa xài victory point kìa. Đâu, cái đó để ấy. Ấy là để gì?
để bảo vệ bản thân. Bảo vệ bản thân á. Insurance. Thì luôn á, nằm số 5 nãy giờ luôn á, đổi số 7 đẩy ra coi. Số 3. Thiệt nữa. Lại được đẻ. Số 3 nhiều lắm rồi đó. Thiệt luôn. Đó là thiệt đẻ. Tí nữa anh xây nhà đây xong hết ra này. Đời ói ăn lắm. Có gạch không mọi người? Huy cái gì? Gạch đây mua vợ luôn nè. Huy cho đá á. Không được. Huy cho đá không? Đá được. Đá. Đi men liền hai gạch. Không, có gạch rồi. Đi men, chơi mà chơi đi men. Hù, ai có cừu? Cừu hả? Không, cừu là chỉ có anh Đạt là bộ cừu thôi. Nhưng mà anh bây giờ chỉ có lúa. Lúa không lấy không? Của em mới đổi cho anh á. Ok, thôi pass đi. Tính xây đường không ta? Mình xây đi. Cái bọng đây nè. Không, mình... Mình phải giới thiệu cho các bạn những chiêu không nên đi chứ. Là bạn này thích vậy. Bạn này thích những điều không nên đi. Thôi, những đường, mình mở rộng đường. Đấy, tới đây. Ồ, vậy là lăn gạch rô rồi. Lăn gạch rô nha, lăn gạch rô. Có một lăn gạch rô. Bạn này đã 5 điểm. Rồi đã 2 điểm rồi đúng không? Lúc này là Đạt là đang được 3 điểm nè. Nhưng mà có một cái hai lá bất ngờ, không biết là lấy gì. À, victory point đó các bạn nè. Số 7. Yes. Bây giờ mình sẽ mua cái này qua trận của Đạt. Ôi đừng chặt em, chặt đá đó. Thôi đá gì? Số 4 này anh. Đây này có đá nè đúng không? Anh thích đá. Vâng, cho anh lấy cái đá đi. Ủa? Đồ. Ủa? Mà sao đá trên scale? Tình ra số 9 ta buồn. 4. Hay quá. Wow. Hay quá. Okay. 3 lỗ luôn. Lúa về mọi người, ai muốn đổi không nè? 2 gỗ của em. 2 gỗ luôn, trời đất. Nó gọi chạy số 4 là hợp lý rồi. Tiên chức số 4. Ok, em sẽ cắt nhà nhá. Mình sẽ lấy một gỗ, một lúa, một cừu, một gạch, một gỗ. Ok. Xây một căn biệt thự ngay đây, ngay Đà Nẵng. Wow. Wow. Đà Nẵng tầng lúa với cái đá rồi hả? Có ai có gạch không? Hồi nay em ra gạch nhiều lắm mà. Em đi đổi hết cho mọi người. Em làm Oprah, đưa hết mọi người. Đổi chẳng đổi hai không? Em là đưa. Vậy là đâu ai được, anh còn không? Không, anh muốn đưa em không? Ok, vậy thôi em đi em lấy development card vậy. Ok. Em phải đó giàu mà. 4 nhà rồi, đủ thứ đồ chơi. Và em xin lui, sao? Rồi. Đã gỗ số 8 đẹp. Ê mà. Tắt. Số 11. Trời ơi, Đạt có gì Đạt? Hợp lý. Một gỗ của em. Gỗ đã về. Gỗ đã về trên nương. Có ai có gạch không? Gạch chưa về. Gỗ ra nó hỏi gạch. Gạch chưa về. Có gì gạch chưa về. Nó là số 2, cái là hốt luôn nè. Ok, hai này em đi. Ok, em đợi mọi người. Đó, gạch về nè. 9. Chính cho thôi, không ngon được cái này. Để cái cừu bên đây. Đau lòng con cuốc cuốc mọi người. Hết tầng rồi. Tám đi. Số 6. Ồ, ở đây có lúa rồi. Lúa nha, lúa bên đây, lúa bên đây. Không được, có gỗ lúa, gỗ lúa xa dưới vậy sao mà xây đường tới đó được. Thì cũng không làm. Mình có thể xây đường từ đây ra tới đó. Anh lòng cái rốt đi, anh chẳng biết cái rốt đi. Anh đi, anh đi bên đây nè. Này Vũng Tàu, này phải đây nè. Ra số 8 nha. Số 5. Số 5 hả, không được gì luôn. 2 gỗ, bạn kia được 1 cừu. Ok. Lấy gì không em? Đổi gì không? Em lấy con này lên trước. Em move. Ai chặt em chặt lại. Rồi, anh không lấy bầu em mà. Lấy bầu em mà. Em, cho nên em chặn lại. Đúng rồi, em thích em gì đó. Thì nói gì. Em... Hợp lý rồi. Ôi giời, lấy lúa nữa làm gì. Lấy. Rồi, có cái em cần đâu, cứ vô đây em lấy. Đúng rồi, vậy? Thôi em upgrade nhà đây. Nữa ha, lên khách sạn nữa ha. Và... Bởi nó mạnh lắm luôn á. Bởi nó mạnh lắm á. 5 điểm mà 5 điểm toàn kiểu... Năm điều chắc chắn luôn. Hilton Marriott thì không rồi, ghê quá, sao trở lại. Số 7. Ôi trời. Chào trường lại đi. Trời, số 6 thôi anh. Vì 8 lá. Thôi em có đủ 7 lá. Chặn trường lại đi. Số 11. Mạnh quá ha. À, chắc cái chặn trường này quá. Đá ra số 11, 3 đá, 4 lúa.
Ai chơi? Ra số 9, hai gỗ một ship, hai ship, hai gỗ hai ship. Anh chặn em làm gì? Số 8 kìa. Kinh khủng khiếp luôn. Số 8 ra nhiều anh. À, đúng rồi, 8 mất giải lắm. Số 8 á anh. Nhưng mà số 8 rồi. Nhưng mà bây giờ 8 không có ra. Ở đây em muốn lấy thì anh lấy. Sao? Sao tự nhiên nhìn thấy anh muốn lấy anh Vinh sao đúng không? Ok. Giỡn thôi, giành đi 1 triệu. Thôi, lấy chắc lấy Vinh quá. Thôi, lấy 1 triệu. Ai lấy phần nước đá. Phần nước đá đâu? Thôi, mấy cục đá vậy không? Cục đá giành lấy cái... À, lấy cái lúa mà. Em xạo thôi. Vừa phải thôi. Em chạy nhớ em có gì trên tay á. Tao giữ đi, định cho. Quá nhiều. Hai cô lấy một cho em, bọn em đỡ hai cô, em lấy một gạch. Hai cô lấy một gạch. Anh đang có cạn đây nha mọi cạn người. Cạn cô nha mọi người. Cạn cô quá mạnh. Bỏ một cái này, xem một cái đường ngay đây. Ok, một gỗ lấy một đường. Wow. Trời ơi, sắp longest rope rồi. Nó chỉ cần nối là longest rope. Bá hồi nãy là cái này chỉ có đây rồi. Anh có một cái đường này, vô cái đường này mà mình nên anh sẽ có longest rope. Ok, mình muốn đổi lúa, lấy một cái gì đó, mọi người muốn đổi không? Ai cần lúa không? Cần. À, anh mới trồn mọi em á. Anh muốn đổi gì của em? Một lúa, một đá, lấy một gỗ. Một lúa, một đá, lấy một gỗ. Lẽ phải bỏ ra một lúa với một đá. No, thanks. Một lúa, một ship. No, not worth, not worth. Không có. Đổi đều à. Đổi đều, đổi đều không đổi. Ok. Có ai cần lúa không? Em ta đang cần lúa. Lúa hả? Ừ. Đổi lúa đến lúa hả? Đổi lúa đến lúa. Ok, vậy thôi, next. Ok, next nha. Thank you, next. Ra anh em đổi số 8. Đừng ra số 8. Số 8. Trời ơi, ta nói kìa, trời ơi. Trời ơi. Cày thế nhở. Ôi, tại sao tay huy thương? Có lúa không em? À, em có lúa đó. Mình có đồi lúa không? Không. Em cần đá. Đá hả? Đá đồi lúa hả? Cái này càng... Hoặc là cừu. Cừu cũng không có nữa. Anh có hai gỗ rồi. Rồi hai gỗ lên một lúa. Hai gỗ lên một lúa. Quá ngọt. Gỗ cũng có rồi. Nhìn đồi ba gỗ vô lấy cái khác cho bất kỳ. Thôi. Thôi à. Thôi á, đi rồi. Được anh à. Đây à. Mình vô mình đổi số 6. Số 10. Ô mày chúa, 4 con cừu. 1 2 3 4. Không ai có 10, không ai có. Nguy hiểm. Có ai đổi lúa không? Lúa lấy cừu hả? Lúa lấy gỗ. Lúa lấy cừu cũng được, tùy. Cũng được, lúa lấy cừu. Lấy cừu. Có ai đổi nữa không? À gỗ đổi gì không? Hay cừu à, đổi gỗ được, gỗ cũng được. Có cừu cũng được. Gỗ lấy cừu. Cừu, cừu, cừu đổi gì? Cừu đổi lúa. Cừu đổi lúa. Em cần gạch thôi. Ok. Gỗ cừu đổi đá, mọi người. Không có gì đá luôn. Thôi đừng, anh đang upgrade lên á. Thôi gỗ cừu cừu, đổi gỗ. Thôi đổi điếc gì anh đang mặc đá là đổi gì. Ai chơi với anh đi chơi với dế đi. Hai lúa nha mọi người. Ok. Hai lúa, nhà nghèo mà hai lúa ba đá thôi. Coi đi cái city cái. Trời ơi, 5 điểm rồi. Mọi người có chặn em trong khi anh này mới là chủ cốt nè. Đâu có, lại nữa. Đừng có đánh chống lại qua đây. Sao mình số 7 mình rồi. Mọi người biết là chủ channel nó có cái bóc riêng. 10. Ôi, 5. Thấy chưa bảo rồi, chủ channel nó có bóc riêng. 1, 2, 3, 4. Thôi, vừa cù đã về. Ôi, tao nói mà làm gì cơ khổ luôn. Cái bắp riêng của chủ channel mọi người. Đội số 10 nữa nè, cười luôn. Đội số 10 nó đang quay đội số 7. Số 7. Hợp lý. Đừng đéo mà anh ơi. Được. Buộc đóng cừu. Anh đéo là chi? Bó tay thiệt, đóng cừu. Bạn. Trời ơi. Nà, vừa lấy được 4 cừu. Anh đếm ra bao nhiêu lá? 10 lá. 10 lá hả? Ờ. Vừa lấy được 5 con cừu của con trường. Nên đà trả lại 5 cừu. Trời vui được 5 giây. Mình giờ có số 10 chứ. Em thấy chắc số 2. Bởi vậy anh Vinh thì nó sống được, sống ác quá. Có ác đâu, nó làm gì ác không chưa? Đó, đứa em này em làm cái gì? Ok. Em phải hạ anh Vinh lại mới được. Quay lấy cừu hả? Lấy cừu đó. Ok. Em thấy chặt số 2 hay hơn. Giết Huy. Không hiểu sao. Ok, lấy cừu nè. Ok, lấy hấp. Rồi.
bỏ hai cờ và lấy một gạch. Trời ơi, quên mất này, nó có bó cừu. Nó có cái cạn cừu nó đổi. Cái bó kiểu mạnh vậy. Lấy một gạch. Mất. Chém cái gạch đi ba. Sao lấy tên người ta không? Trần hồi quân. Có ai cần lúa không? Đang cần cừu. Cần đá. Không, em cần cừu. Hai lúa lấy một cừu. Không ạ? Thôi. Okay. Mình đang kiếm next đi anh ơi. Ok, rồi, next kill. Số 10. Trời ơi. Số 10. Số 10. Hay quá, hay quá. Em thấy em chặn bao hay luôn. Hay quá, hay rồi. Mình sàn development card. Có một lúa, một cặp, một đá. Lấy một development card. Rồi, chơi được gì không? Mời anh. Ây, dạ. Số 8 đi. 8 thì trời ơi, kiểu hô gì ra đó vậy? Kỳ quá. Hai gạch nè. Anh được một gạch và một cái hai cái đá. Anh sẽ mạnh thế. Anh vinh mạnh quá. Có. Vinh xây căn nhà nha mọi người. Vinh xây một cái gỗ nè, một cái gạch. Em đừng có đổi danh Vinh nữa nha. Một ship. Cái nhà nha. Wow. Kiên quá. Wow. Ok, tên em mọi người. Số 9 đi. 10. Trời ơi. Cái số 10 của tôi thần thánh. Có ai ủa? Hả, mình làm gì vậy? Thôi mình đi xây đường đi. Em lấy một cặp và một gỗ em xây đường. Cặp một gỗ xây một con đường. Con đường màu xanh đó bác. Ok. Đấy. Số 8 em. 8 nha. 6 được. 6 đi. 8 đi. 6 nam. 6 đi, hai đứa mình đều loại mà. Thấy cái này bị thật hơi sai. Số 3. Có đá đi. Và đừng một cừu và bài này đừng một đá. Về. Mới xây luôn. Anh Vinh cần lúa không? Cần lúa chứ. Chém cừu em đưa anh Vinh lúa. Đưa hai lúa đi. Ông này chơi ác thôi, không đổi. Ông mạnh nhất game luôn, cái đòi hỏi không à. Đòi cái đôi không à, em á. Ủa mình có quyền đòi hỏi mà đâu mất mát gì đâu các bạn. Có quyền được rời đi chỗ khác không, hay là vẫn giữ nguyên? Rời gì? Là thử thách game hả? À là được cái đó, yeah, mua cái đó trước được. Phải mua. Thôi không nhất không. Không, không biết phải mua đúng không? Nên là mình cứ giữ số 8 nó cũng được, số 10 nó cũng được. Không không, em là cái con đó lên rồi là phải bắt buộc phải mua. Phải mua hả? Phải mua hả? Ờ, tại chơi con nó nay rồi mà. Số 8 em. Số 8 thôi. Anh ấy mạnh nhất, anh chặn anh thôi. Anh chặn hai người. Giờ lại thiếu gạch nữa, phải chặn lại. Ok, nhưng mà cái quan trọng... Số 8 này nè, anh Vinh đang rất mạnh á. Ừ, đúng rồi. Ông xây CD á thôi. Chơi game nào cũng chặn hai người. Này, Sabato. Sabato. Khoan, anh chưa. Vẫn nói nó game tôi gì đâu luôn. Hả? Lát giờ chơi. Ok. Thôi đừng lát. Số 4. Số mấy? Số 4. 4. 2 gỗ cho bạn. Có lúa rồi. 2, 3, 4. Có lúa rồi, có lúa rồi. Cái gì? 4 lúa luôn á hả? Ơi. Rồi. Nhưng 4 đông rồi, 5 cừu anh. 5 cừu nó ghê. Chưa, 3 cái lần em. 3 cái lần hả? Bê kia, rồi. Bê kia đang tính lấy lon gà rô, lấn cả lon gà rô mi kìa, mấy bạn nói chặn đi. Thắng rồi, kinh quá. 4 điểm, còn 3 điểm, 7 điểm rồi. Là chặn nó thôi. Đúng rồi. Chặn số 2 đi. Này. Không có cả. Chán thiệt chứ. Khoan không. Cho mình cọp luôn. Trời ơi, mua đẹp luôn mình coi nữa rồi. Chắc chắn sắp thắng rồi kìa rồi. Sắp trắng lo cho Xiaomi rồi. Chết rồi. Ok, xong chưa? Ok. Chết số 5 nha. Hai gỗ nè. Trời ơi. Cái bàn này một cú về. Có ai đổi gì không? Không có đổi gì không anh? Đổi gỗ lấy gạch không? Đổi gỗ lấy gạch á. Đâu có gạch không? Bọn em không có gì, em chỉ có lúa hả? Em chỉ có lúa hả? Gỗ lấy lúa không? Lấy. Gỗ lấy lúa nữa không? Em có lúa nè. Gỗ lấy lúa. Lấy đá hả? Gỗ lấy ship cũng được. Hai gỗ lấy hai lúa không? Hai gỗ lấy hai lúa, hai gỗ lấy một lúa một đá đi thì được. Hai gỗ một lúa một đá. Sao? Hai gỗ một lúa. Khoan là em lên hai. Anh đưa em hai gỗ, anh lấy một lúa. Anh không có đá, em chỉ có lúa à? Không. Thì một gỗ một lúa đi. Các bạn mình. Không, em cũng không cần. Một gỗ và một ship. Một gỗ và một gỗ. Ship à. Một gỗ và một ship. Có gạch không? Anh có gạch không?
không có gạch. Anh có lấy gỗ nào cho anh lúa? Em không điêu. Một gỗ và một ship đi. Em không có ship, em chỉ có lúa mà. Lúa hả? Đi lúa được. Gỗ lấy ship không? Không. Phạt đi rồi. Số 3 lấy ship. Số 3 mình số 3 đây. Không có số 3. Đá bi. Em xây nhà. Hai lộn. Xây đường hả? Cho em đây là chui vô một con đường nữa. Thêm một con đường màu xanh. Tranh chấp lo cái số đi, chứ không tí nữa bị mất. Chết chui vô. Có ai có gạch không? Không có ai gạch hết. Chưa có gạch ra đâu. Không vậy. Số 2 cũng chưa ra. Thôi, mình qua lại đây. Số 11. Trời. À, gỗ về. Trời đất ơi. 1, 2, 3. Gỗ về. Thôi em một gỗ này. Gỗ đã ép về. Ok, xem một căn nhà nha. 1. Cô. Chết rồi, ăn mặn gỗ quá. 4 căn luôn. Wow. Rồi. Ôi, ôi, ủa, ôi. Ủa. Hai căn rồi. Hai căn có tiện. Hai căn rồi anh, bình tĩnh anh. Em thích cái chiều đấy. Rồi mình có Logic Army rồi. Wow, wow. Chạy là số 10. Đấy. Mình chưa cố rồi. Hồi đi tạm nghiệp anh. Ủa anh Vinh, cái này là ba lá bất kỳ hả? Hay là phải là ba lá giống nhau anh Vinh? Ba lá giống nhau bất kỳ. Ba lá giống nhau à? Ba lá gì giống nhau cũng được. Số 2. Đồ rồi. Anh gạch về. Trời đổ rồi. Anh gạch về. Ok, ba đường nha các bạn. Đồ. Gì dữ vậy? Xe đường gì dữ vậy? Em tu chùa nào nói anh. Ba đường nha các bạn. Anh tới tu chung chứ. Ba gạch và ba gỗ. Một. Không phải đuổi với em đâu. Một cái nữa. Tất nhiên là nối tiếp rồi. Đúng rồi. Ba. Đại. Wow. Mời anh Vinh. Thôi rồi, sắp. Thôi, mình xong đợi cô lựu rồi. 8 đi. 6. 2 lúa. Em được 1 lúa. Em được 1 lúa. Em được 2 lúa. Em này được 2 lúa. Có ai có đá không? Đá không mọi người? Không, anh đá hả? Đá đổi lúa không? Lúa ship luôn. À, nhiều nữa em không ngại. Phải đá cái luôn đi. Nè, phải cái. Lúa và ship hả? Okay. Anh lại xây nhà nữa rồi mà. Mình lại lên một cái thành phố Sài Gòn thứ ba. Không hả? Đương nhiên rồi. Đương nhiên rồi. Chỉ cần ra xong lại. Đương nhiên rồi. Sao em hiểu anh quá vậy? 8 đi. 12. Ô, mời chúa. Ba cái lúa nha. Trời ơi, xạo quá. Này đúng là bóp. Đúng rồi. Điệp bóp cho khác. Ủa, có ai có cổ không? Ai lộn, ai có gạch không? Gạch chưa về, mới về mất rồi. Gạch chưa về. Gạch mới về mất rồi. Buồn vậy. Thôi, em đi xây nhà. Em lấy 2 đũa và 3 đá. Ồ, xây cái city. Xây một cái city. Wow, 6 điểm. 3 cái city. Ghê. Rồi em xì bát. Bịt xì tì như bông. 11. Trời ơi, 4 đá. Ờ, có một gỗ về nha. Vui quá. Rồi, xong rồi, xong phim rồi đó. Một gỗ về nha. Ra số 4 cái là trường xây 2 cái. Em xây sao được nó đâu. Ờ đúng rồi. Thôi đổi đá cho anh đi, anh xem. Ok. Em ngu cho em được có đẹp đâu anh. Còn 3 đứa lấy cho em một gạch. Em ngu cho em không đẹp hả? Chỉ một cái gạch. Cái gì? 3 đứa một gạch. Một gạch hả? Ok. Cho em xem một cái đường. Đường về nhà. Số 5 rồi, số 5 đi. Ba con 8. Số 8 nha. Ơi, số 5, số 8. Đúng như số 4 của mình rồi. Trời ơi, anh mơ. Thầy City rồi. Ủa, hai gỗ em. Mọi người đáng ra số 7 chứ mình nhiều lá quá, mình cầm nặng tay. Ờ, cầm gạch nè. Không ai gạch em ơi, 8 không ra em ơi. Hồi nãy nó vừa ra số 2, 3 gạch mà. Có đá không? Không xây ba người. Có đá không? Có đá.
Lúa đá. Hả? Lúa lấy đá. Lúa lấy lúa. Nghĩ sao vậy? Lúa lấy hai lúa. Huy cho bất cứ cái nào ngoài đá và lúa. Một đống một lúa lấy hai lúa không? Huy cho gì? Hả? Huy cho gì? Lúa. Ngoài lúa là còn gì? Còn lúa. Vậy thôi Huy về ăn gạo rồi. Về nấu cơm ăn với mẹ đi. Đi chơi thì sao chơi? Thời. Ừ, ăn đúng không? Thời ăn. Thời nào phải kết thúc. Lên lên đi lên lên đi lên lên 8. Số 5. Số 5. Và đẹp 2. Đồ 2 cụ. 2 cụ cho bạn. Đạt. Nhảy rồi tại sao đến không ra luôn á. Ác ghê. Ai có gỗ gà không? Có cái ơi mình. Có đá không? Anh cho cái gì? Anh cho mùi xuống. Có gạt không? Gỗ không? Có gỗ nè. Ai có gạt không? Không có gạt em. Số 8 với em là chung mà. Đâu ra đâu. Thôi chúng mình gỗ đi. Em cần, em không nhầm trong cỏ, em không có luôn á. Thì gỗ lấy đá. Lấy đá em xây City á. Em xây Sài Gòn thứ tư á. Thôi em cần luôn. Em cần để giết ăn thôi. Gỗ lấy City. Thôi em mặn quá. Căng gì ta. Em mặn quá. Căng quá. Để lấy City á. Em mặn quá. Chơi được. Ăn lên 8 điểm nữa. Chờ em quên. Em á. Đừng ra số 7 nha. Khóc nha. Số 7 các bạn ơi. Trường ra số 7 các bạn nè. 1, 2, 3, 4. Vì ra số 7 nên trường sẽ mất một nửa số bài của mình đó mọi người. 1, 12, 12. 6 bài. 6 mấy? 6 chứ mấy đau lắm anh. 6 chứ mấy. Mấy hồi tí kiếm lại được giờ ra số 4, 4 lá kìa. Ra số 11, 4 lá kìa. Ra số 9, 4 lá kìa. Trời ơi, ra gì 4 lá. Khủng khiếp. 56. 56. Thôi 6 rồi, không có thêm rồi. Em đi vô development coin. Tại em vô không làm được gì cả. Ok, để được ở quê em mua chứ... con ấy mà. Mua con rubber nữa. Mua số 8 là cái đá của chị. Đúng rồi. Ôi, đồ này được gì đâu. Trời đất, trời tôi quay. Chịu. Đưa lá vô trộm bãi. Ok. Ok, ai đang có nhiều gạch vậy? Thấy giờ chưa? Có ai có gạch đâu mà. Mà có nhiều. Cầu số 2 đi anh. Số 8 nha, số 8 thì có gạch nè. 10. 10. 6 ship. 6 con cừu ấy mấy bạn. Trời ơi, ta nói đếm như đếm tiền vậy. Thà chặn lại ông đi mọi người. Ở Việt Nam có cừu đô la mà mình là cừu đô la. Cừu đô la. Cừu đô la. Số 7 không? Có cừu không? Ờ, không, còn gạch nè. Một cừu với hai đá. Hai, đổi hai cừu lấy một gạch. Ôi trời, lấy một gạch, ok. Rồi, cạn cái đường thôi. Xin cái đường nữa. Đó, anh ấy đang tính xây từ Mỹ về Việt Nam luôn các bạn. Có đâu, anh lấy cái gì vừa gạch thôi. Đi vô ngõ cục. Đồ hơi nó xây cái nhà trước, xong con đường nó bước đi luôn. Ủa đâu, được mà. Nếu mà nó xây cái nhà cái đó thì em vẫn xây cái nhà cái đây. Không được, không cách nhau một đường á. Nhưng mà giờ quan trọng ai xây trước hả? Vậy mới vui. Điều phía chồng Huy xây trước vậy. Huy em mạnh lắm, em đang yếu mà. Ừ, rồi, đi. Em 4 điểm rồi, còn 3 điểm, 7 điểm rồi. Huy 7 điểm rồi. Anh cũng 7 điểm thôi. 7 đâu? Anh 7. Nè, 4 điểm kia còn 3 điểm trên bàn. À, không, ý em nói là em mới có 4 điểm mà. Sao? Ai nói là Huy. Huy, nói em sẽ giúp anh đạt. Xong chưa? Xong chưa? Xong rồi. Mất lượt. Tính luôn, okay. Bao nhiêu điểm? Không tính à, vô, tại vì số 7 mà. Không vô, vô trong bố đồng quen. Tại vì số 7 mà. Đó, kiểu là bố đồng quen. Đấy, không, cũng phải thôi. Số 10. Cũng thế thôi anh, không phải bố. Nghiêm quốc. Nghiêm quốc. Chết bá rồi. Bao nhiêu anh? À, ghê mấy đứa. 8, 10, 11 lá, 5 lá nữa. Rồi em mua đi em. Em mua rồi đó, em kêu bố của anh thôi. Chưa bố của anh thôi. Sao mọi người nó cái chà khó chạy mình gì ta. Tại vì số 10 nó hay ra lắm anh. Một khi ra là vượt cù nó xuất hiện nên là mình từ từ anh. Chơi game nó khó một xíu. Mọi người ơi, mình xin gặp mọi người. Không khác cứ gặp hết em. Nãy giờ gặp đâu ra đâu. Nhìn ba lúa. Ồ, có cạn. Đây một cái cạn ở đây. Một gạch. Đâu, hơi mạnh mẽ quá. Rồi, mọi người. Đổi gì không? Đương nhiên hết rồi. Ok, số 8 này. Số 3. Hợp lý, đá đá vị. Đá đá vị. Trời ơi, thiệt luôn, mình cầm một đống cừu và đá lúa mà làm gì trời. Mồi đống đi vào là mình khói. Không có đá. À, có đá không?
Anh có gạt không? Em có đá, đổi lúa. Đừng có đổi, anh mạnh lắm rồi. Đừng có đổi, đừng có đổi bên nữa. Đúng rồi. Bài học. Đừng có đổi. Ba cái khác nhau luôn á. Game chỉ có một người thắng thôi em. Ba cái khác nhau luôn. Game chỉ có một người thắng thôi. Anh mua cái development card đâu ảnh hưởng tới ai đâu. Thì anh mua đi. Ai phải đổi mới mua được chứ. Thì thôi anh đợi khi nào anh đổi. Tới tuần này thôi mình lấy mình đóng vô. Tới tuần này đóng tụi bãi đi bỏ hết. Rồi trời xì. Game nó phải cân bằng xíu đi anh. 8 nha. Số 9. Em có số 9 thì phải. Ồ, 2 đá. Đấy đâu. Cô. Hai gỗ. Tức là em nha. Ồ em chơi chưa? Ồ. À, không ai có gạch đúng không? Em hỏi cho nó vui vậy thôi, em chả làm được gì đâu. Thôi, em đi. Có cần gạch không? Không, em cũng đang cần gạch đây thôi. Em lấy development card, một đá, một lúa và một cờ. Ok. Wow. Giờ mày phải tập trung hãm hiếp anh Vinh, hiểu không? Không sao, em nghĩ là hai bài đó là... Chứ nói cho trẻ con, người già. Nói từ gì đấy? Số 6. Ô hô, hai lúa nha. Em được hai lúa luôn. Hai lúa luôn nha. Hai lúa bên đây luôn nha. Hai victory point nha mọi người, bên kia cũng hai victory point nha. Đúng rồi, anh không có gì nè. Mà chút này chẳng anh đâu à. Này hai con này. Hai này cũng bằng nhau thôi. Nhưng mà Huy bạn, Huy là hiện tại đang chỉ 4 con mới được. Chủ game bị chặn hoài mấy bạn ơi, buồn không? Đi kìa đẹp. Suy nghĩ coi. Mình bỏ suy nghĩ nữa. Ok, em quyết định dùng Knight. Em sẽ chặn số 4 đi, nó ra tới 4 cái lúa luôn, trời má ơi. Đấy rồi, số 8 đâu anh? Chặn chị. Ok, rồi, Vinh. Nghiệp quật lúc nào cũng hay. Vì vậy không muốn anh như Sun City, hiểu không? Hiểu không? Anh hiểu với em nói không? Em đồng ý đó. Sun City là một người. Vậy từ số 10 qua số 8 không vậy? Số 8 qua số 10. Vậy lại rồi. Đúng rồi, nãy giờ anh hack game quá mà. Thấy không? Hồi nãy cũng đâu có ra số 2. Ra số 2 có một lần. Cỡ gì? Cầu dâm lấy chút cái lúa để khỏi lấy cừu. Nó mới lên gỗ rồi. Giờ lấy thêm gỗ thì làm gì? Đào lúa cho em đi. Thôi, không có ai nổi với em hết á. Ai có lúa không? Hai hai gỗ lấy một lúa. Thôi, trời luôn. Trời ơi, rồi. Trời ơi, sao đổi thế vậy? Em đang giúp bên nãy. Anh đang cứng rắn mà em. Đây, anh bỏ cái này. Em lấy một cái gạch. Cái gạch. À, một gạch. Rồi, em xây một căn nhà nhé. Sao đi rồi? Trời ơi. Bắt tay, bắt tay. Trời ơi, nó bị bóp kìa. Sao? Em còn nhà bên này. Không sao, phi vọng ở đây. Mình chơi bên dế. Nãy giờ anh cũng hồi hộp lắm. Qua nữa luôn, chơi luôn. Đấy, chỉ chơi qua được nữa thôi. Chơi bà rồi. Trời ơi, giờ ta là 8 kìa. Chạy gạch về cái hai gạch. Không ai gạch gạch rồi mừng quá. Cái gạch này em đổi không? Mấy cần gạch. Giờ em đang cần lúa nè. Lúa nè, lúa đổi gì? Đá. Gỗ được không? Gỗ hả? Gỗ cũng được. Cần không? Hey. Lúa, gạch, lúa, đá, ok. Xây nhà. Mình xây nhà bên kia. Wow, bạn xây thêm một nhà. 8 điểm. Đồ. 8 điểm rồi nha. Mạnh quá, Huy mạnh quá. Ghê nha, bốc hai cái victory point thắng luôn rồi. Bây giờ mọi người cẩn thận nha. Mình chính thấy cái giọng dụng dụng. Gỗ, gỗ, gỗ. Số nào? Ơ, đâu có gỗ rồi. Chơi phải cái tùng. Có hai gỗ đây nha. Không đổi nào hết. Đây có đá. Sao để ngon lắm mà không đổi nào hết mà. Đá là em đá sạch xua. Đá là cần gì? Còn 10 cái lúa. Lúa ship. Lúa ship được gì ta? Ok, ông lấy cái này mạnh lắm Huy ơi. Ông đang lấy cái này hả? Đúng rồi, tám điểm bằng em. Đâu có xây đá được đâu. Đâu xây xây được đâu. Cho ông xây xây được. Nãy giờ bị chặn 8 mà. Đâu có lấy đá đâu mà xây xây đi. Nhưng mà khi nào mà hết bị chặn là nó alternate qua 10 với 8. Thêm một cái nữa, đổi 1 lấy 3. Thôi không được, tại vì nó không cần. Được đâu Huy. Đừng. Lấy thêm một cái lúa nữa. Ê, lấy thêm một cái cừu nữa. What? Đúng rồi. Nè, buông ra luôn. Đó, rồi lại bốn lá luôn, một đá thôi.
gì nữa trời. Tại nhưng mà ông bánh lẻ. Khoan em bánh lẻ nha. Em cần đá để xây CD để em hết xây nhà được rồi. Ừ. Cầm cam. Chỗ mà cầm một cam. Ờ, xây con đường nha. Cầm một cam như em xây ở đâu? Mình xây con đường nha. Ok. Chơi. Đúng rồi. Quá khó quá. Đá khổ với nhau chứ. Xây một căn nhà nha mấy bạn. Một cây gỗ, một cái gạch, một con cừu và một cái lúa. Ông xây nhà rồi. Chết rồi, ông có cái vựa gạch ở đây nè. Đá. 9 rồi, 8 rồi, chết rồi. 6. 3 lúa cho mình nha, bạn này được 2 lúa nè. 2 lúa, mình được 3 lúa. Thôi bây giờ là em sẽ đi xây nhà nhá. Vậy là một lúa, một cừu, một gỗ, một gạch nhá. Bỏ dữ. À, cho em đặt nhà ở đây đi. Rồi em làm cái gì nữa mọi người? Có nhiều thứ mà giờ hoang mang quá. Đi xí tí. Em không có đủ đồ. Thôi em đi đổi không? Có đá không? Chỉ một xí tí là có đá không chứ. Tự nhiên kêu người ta xí tí không? Kêu người ta xí tí xong người ta hỏi gì có đá không chứ tôi đi không. Đá lấy gì chứ. Đá gỗ chứ. Đá gỗ không? Có lúa nhiều lắm. Thôi nhưng mà thôi không cần. Có lúa nhiều lắm. Thôi rồi. Em cho em đổi em là xây một cái đường trước nha, gạch gỗ trước. Chút nhà này giàu ghê. Em xây bên đây nha. Wow. Ok. Rồi em sẽ lấy em có cái gỗ ở cái cạn gỗ ở đây. Em đổi lấy một gạch. Một gạch nữa. Em lấy một gạch. À. Ok. Rồi em xây thêm con đường nè. Wow. Một con đường nữa mấy bạn. Tính lấy lon xô hả? Không, xây nhà thôi, không lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 điểm ghê. Bạn nhau rồi. Trường mà lấy xây nhà về. Hai cái victory point này 8 điểm mà thắng rồi. Đúng rồi. Nghĩ sao victory point phải đâu. Đừng có dài đâu. 8. Cho em 2 gạch đi. 2 gạch. Đẩy gạch về. Ok, em để night dự phòng thôi. Đâu có xài night chứ. Thôi. Victory point đấy. Có ai cầm cầu với lúa không nè? Cần luôn á. Cần hả? Vâng. Cho gạch nè. Mặt phan. Khoan nha. Em bên cầu. Cần cầu phải lấy gạch hả? Đó đó. Ok. Cần cần lúa không? Cần cần lúa hả? Em cần gỗ. Ok. Next. Thank you. Next. Số 7. Số 7 hả? Trời đất ơi. Mà 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bao nhiêu anh? 10 lá nữa. Mà lại 10 lá nữa à. Trời, bán này bị bỏ bài không rồi em. Chặn người khác đi, chặn trường đi, trường sắp thắng rồi. Có 2 victory point nữa em, 9 điểm rồi. Mình phải lại nữa. Em phải chặt đá lại chứ. Mình không move được không? Chặn số nào chặn trường lại đi. Chứ không trường thắng rồi đó. Không, mình chặn tới 8 rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nè, 8, 9 nữa. Đảo 7 sẽ bằng em 1, 2, 3, 4, 5, không 6, ý là 2. 1, 2 điểm, 3, 4 điểm, 5, 6 điểm, 7 điểm, 8, 9 điểm. Có 1 điểm nữa là trường thắng. Có 1 điểm nữa là trường thắng rồi. Em chắc chắn luôn là chưa. Em bảo đảm luôn. Cái này ai cũng bảo đảm. Đâu muốn chơi cái đâu. Không phải là victory point, ok. Thôi đặt số 4, đặt số 10, số 6 luôn được nè. Đây đi. Ok, cứ bên trường không? Cứ trường thì cứ vinh. Cứ trường đi. Ai nhiều bài hướng. Trời ơi, cứ tôi hòa thì đâu game cứ game vậy. Cứ bằng game vui mà. Game vui thôi, em chơi game là vui thôi. Cứ ai vui, cứ ai thấy vui. Cướp từ đầu game cứ game luôn. Ông tại Huy nó đi xe em cho nên cướp em xíu đi bộ về. Nói đâu. Nói đâu này ai có thâu. Huy làm gì không? Anything else? Ok. Ok. Số 5. Số 5. Ồ, mà được gỗ quá trời nè. Gỗ làm gì? Không có gạch. Hai con cừu. Hai con cừu. Hay quá. Số 5, 5, 5, 5, 5. Cool. Ai có cừu không? Dạ em. Không. Cừu mới được sao? Gỗ đối cừu. Em không cần gỗ, em cần đá. Vậy thôi. Xây một con đường nha mấy bạn. Mình lại xây về cõi tiên vậy. Mình xây thêm con đường nữa nha mấy bạn. Ui xa. Kinh quá. Ui xa. Kinh ấy. Rồi anh ấy. Rồi hết rồi. Điều đẻ rồi. Ở bên này thắng rồi nè. Bên này xây con nhà xong lần 2 với tôi lên thắng rồi. 12. 3 lúa nha mấy bạn. Cảm ơn. Trời ơi. Ghê quá vậy.
Vậy em quăng cái 7 thôi. Thôi nói chứ em xây nhà đây. Thắng chưa? Chưa thắng, em đâu có đâu. Sao sao? Thích má. Sao sao? Còn một điểm nữa. Không phải được. Đấy, một victory point, hai victory. Nữa à? Cái game này đổi lại cái tên là cái game chặn Vinh được không? Mình thấy nó giống lắm rồi đó. Nó chạy hết từ số 8 số 10 số 8 kia. Nó cứ nhảy 3 số liên tục luôn, không chịu được. Em lấy cái. Okay. Ok. Trong khi mấy người khác cao điểm mà ta chặn mình quá. Ok, em xong rồi đó. Em đổi đá không? Một cù một gạch lấy đá. Một cù. Em cần gạch đúng không? Một gạch. Lấy cái đá của em. Sao tao không nghĩ vậy? Có cái đá mà mẹ. Sao không nghĩ vậy? Một cầu, một gạch hả? Em phải đá hả? Em phải secure cái longest row của em. Anh Jim sắp qua rồi kìa. Tại trời cũng không có gỗ để xây đường. Vậy ai vậy em không lấy đúng không? Cái có đá lấy hả? Ờ, em có cần đá không? Có. Anh em cần gọi, cần gạch hơn. Cần đá. Cần đá. Không. Em đang có đá nhưng mà Ai muốn ăn đá không? Cần nếu mà xây đường thì khi nãy em có gỗ thì em ấy, nhưng mà bây giờ anh đưa em một gạch với lại một cù để anh lấy cái đá của em. Lấy cái đá của nó kìa, ra nó đá luôn cái. Ok, nếu em đá cũng được. Không lấy hả? Không, okay. Lấy cái đá. Mới yêu thôi. Cho Nam. Cho 4. Hợp lý. Ok, lại không cần lúa đâu. Trời, hợp lý một lúa đây. Gỗ của em. Em đâu cần lúa đâu mọi người. Yes, em có một cái. Có ai cần gỗ không? Cho em 4 lúa đi. Bốn 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 lúa kia em một lúa. Mọi người ơi, đưa được ai vậy? Đang chơi. Cái cần gỗ không? Anh cần gỗ hả? Em cần gỗ đúng không? Ấy, em cần gỗ không? Gỗ không? Không được rồi anh. Không, không cần gỗ đâu. Ok. Anh cần lúa. Cần gạch không? Không. Cần cần cái này cần. Ôi ông này. Thôi được anh. Anh sắp thắng rồi. Ừ, ok. Đổi thay cù lấy một đá. Hay quá. Ok, rồi lên city. Rồi, next. Wow. Ôi, tưởng là lên bích city bong đi. Chưa đủ lực. 9 Trời ơi, trường nó thắng chắc rồi, 3 gạch nè. Có gỗ rồi nè. 2 cù nữa. Chơi 1 cù. Ờ, em có cái gỗ. 2 cần thì cứ cứu em nha. Trời đất, bên này thắng chắc rồi. Rồi. Upland city là thắng rồi. Development cost. Cù. Cù đây. Nhiều dữ trời. Một đêm lúc mình coi. Trời ơi, đồ 7 đi. Đúng rồi, đồ 7 đi cho em bớt lại nặng tay quá. 7. Trời ơi. Trời đổ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một. Không sao. Mình nằm lúa rồi. Còn anh chết mẹ em cũng bị luôn. Cười ngầm chứ không sao cười hoài không? Ok rồi, bỏ đi bỏ đi. Em nè, em vứt hết một đống lúa của em. 5 lá lúa không? 5 lá lúa không? Rồi. Đi kia. Bỏ lá at least chứ. Lá lá nha. Ai dạ vào nhà. Đau đớn. Cảm ơn chương trình đã làm game balance. Bây giờ mình chặn cái số nào nhỉ? Đang xây city đúng không? Chặn muốn xây city đúng không? Chặn đá. Đúng rồi anh. Khỏi lấy đá không? Không còn lúa đâu. Gỗ. Anh Quỳnh vừa gỗ lên lấy thêm gỗ chị anh. Thiệt anh cũng không hiểu cái này là. Coi có gì đổi đổi không? Không đổi gì không? Gọi lấy gỗ nè. Đổi không? Đúng rồi, làm được cái số 7 nữa nè. Số 10, ôi trời. Có một gạch. Ôi giời, cái gì? Em có một gạch. Em cũng có một gạch luôn. Một gạch, một gạch. Vợ cù về. Mình làm gì với số tiền này trên tay? Nãy giờ gạch có vẻ useless phải. À, này số em đúng không? Ờ. Cho em xem đường ấy. Một con đường. Chết, thắng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chết bắn rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chết rồi. Chết rồi ơi. Em lo em xây hơn nó đi, ông lấy lại bây giờ. Không có gỗ, không có gà. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Số 3 hả? 3, 1 cú. Số 3, 1 đá. Yes. Số gì quỷ dữ vậy? Anh đưa gạch cho em nè. Ờ, em đưa đá cho. Rồi, rồi. Rồi, đó, xây đường lên lên. Muốn tiến lên mấy bạn ơi. Rồi, chặt hẹo bây giờ. Xây đường nhanh lên đi. Không có nó đi, số 10 đi anh. À, xin này. Số 7. Nè số 7 nha anh. Anh như là anh Vinh. Anh Vinh nhiều gọi rồi sao. Không có chơi gì. Đẻ thôi chứ anh. Thôi tôi trường nó sắp thắng rồi. Không, anh trường em không thấy là nó 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm. Nhưng mà em phải lấy gỗ của anh Vinh. Và nó chuẩn bị lấy cái lon gesso. Em phải nói em lấy gỗ của anh Vinh để được lon gesso. Cũng được, có gỗ rồi. Em có hiểu không? Em có hiểu chuyện gì đang xảy ra không? Là sao anh? Là nó 8 điểm rồi nè, nó 8 điểm rồi. Và nó cũng 8 con đường giống bằng em rồi. Có nghĩa nó xây một con đường nữa thôi là thắng em rồi đó. Xây con đường nữa là lấy lon gesso lại là 10 điểm mà thắng game rồi. Còn anh nó đâu có xây, phải xây tới 2-3 căn nhà, cái city nữa thì em mới thắng được, làm sao mà thắng được. Thì phải chảnh nào, được thì đâu có gặp, phải đâu có gì đâu. Tùy hồi thôi, muốn chảnh nào chảnh. 1, 2, 3, 4, tại nên duyên thắng rồi. Thôi đằng nào mình cũng chờ nhau về mình. 1, 2, 3, 4, okay. 5. Không, mình chắc. Thôi nuôi đâu. Ờ anh bỏ bớt bài chưa anh? Cái gì vậy? Quá sợ anh không? 6, 8, 10, 12, 13. Ok, bỏ 6 lá xuống. Cứ mỗi lần một số 10 là đoán sao thế nào nó bỏ hết đông đấy. Ok, Huy làm gì không? Sao chứ, xây đường chứ. Kiểu rồi xây đường. Xây hai cái đường luôn em. Mới có một đường à, được một đường. Cũng được. Cũng được, trường thắng rồi em. Cũng được, nghĩa là được sao mà tuổi gì. Thì cái vòng đây nó nhiều hơn nữa. Còn hoặc là vòng đấy cũng được nữa. Như trường hết không có đồng bằng ở đây được ba đường mấy cái nữa. Đúng rồi, đúng rồi, vậy thôi ngồi xuống thôi. Quay còn gì nữa, cái này đi victory point nào. Không, cái này ra chẳng mấy cái lãi. Không, mình hợp lý với cái đó rồi. Ok, okay. Không, quăng chỉ quăng cái 10 lít của anh Vinh nữa, hiểu không? Không, nhưng mà cái 10 này đâu còn không. Cái này là mạnh hơn nè. Dạ, yeah. Con này mạnh hơn rồi. Hay là mình về 11 tác 11 đi, bên này sắp thắng rồi, tự nhiên chặn anh chi vậy? Thôi 11 làm gì? Anh đếm, cho em coi nè, anh đếm cho em coi nè, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, anh không có nhưng cái lá gì trước mặt hết. Chắc chắn là số 8. Nhưng mà lấy thẻ của anh Vinh vui mà. Bây giờ em bỏ lên, em bỏ số 10 rồi nữa, lấy thẻ rồi. Số 8 mạnh hơn, tại vì số 8 ra nhiều hơn, rất nhiều luôn. Đúng rồi, 8 rất nhiều. Đúng rồi, chặn 11 mình cũng mất đồ quá. Nên nhưng mà chặn 11 thì bên kia không có xây city được, trong đó số 11, 4 cái đá là sao chặn rồi. Nãy giờ ngồi chắc phải 10 turn mà 11 đấu ra đó. Nếu mà có 11 chắc thắng luôn á. Ừ đúng rồi. Không, thôi, đâu, okay. Đấu đầu đó. Không lấy à? Không lấy đâu. Nó số 8 vậy. Thấy không? Tư duy hết rồi. Số 8, đấu số 9 hả? Ba số 9 nè. Ờ, số 9. 2 ship. Đây là 3 em gỗ. Nữa. 3 gỗ nè. Em có 1 gỗ. Trời ơi. Thôi em có 1 gỗ thôi, còn bên kia ship của em nữa, số 9 đúng không? Bên kia lấy 2 ship, 3 gỗ. Còn thắng game. Chờ thắng được. Xây nhà. Wait, no, 1, 2, 3, 4. Trên con lá này lá gì nha? Xây em đâu có đủ gì đâu. Mọi người bình tĩnh mọi người. Xây 2 đường là xong rồi. Đổi okay. Lên city thôi. Bây giờ là tới em đúng không? Ờ, đúng rồi em á. Chờ ra số 7 nên thua trả cái giá vui nè. Số 5 à? Rồi. Không được. Chẹp 2 cụ. Ok. Trời ơi, Vinh gõ quá trời luôn. Mà làm được gì đâu, tới nó bỏ bài. Rồi, đây, em xin một miếng gạch đi. Rồi. Rồi, xong. Nó gạch rốt rồi. Chỉ cá thôi, bình tĩnh đúng không? Rồi, đây, em xem con đường. Con đường màu xanh ở đây nhá. Mấy rồi? Em phải sơn bằng mấy bằng chứ. Mấy bằng thôi ạ? Ờ, xây thêm một cái nữa. Xây nữa thì đâu được đâu. Nhưng mà tiếc quá, em có vừa có ổ đây. Em đổi gạch. Chết mẹ. Chưa, nó rồi, không chịu nghe. Bây giờ em xây thêm con nữa là win game. Winner. Đây là 11 điểm nha mọi người. Victory point. Game này đổi lại game chặn Vinh đi anh. Hoặc là game đổi ra số 7 trước khi mà tới lượt Vinh. Ok, thì cái strategy của mình là mình canh là tại mình chơi cuối game cho nên mình canh lúa với lại đá để cho cuối game mình thắng. Nhưng mà rất là may mắn làm sao mình lại được gỗ với lại gạch cho nên được longest rope. Cho nên mình chơi cũng
khá là chơi bựa thôi. Tới đâu nó tới. Mà may quá. À, nhưng mà trời đi độ mình nhiều lắm, độ ra số 10, số 8 luôn hết á. Nhưng mà các bạn không độ. Các bạn không có độ mình. Game này đổi thành là game chặn Vinh là vui không? Không. À, trời độ Vinh số 8, số 10 nhưng mà độ mấy bạn còn lại số 7. Vinh xin cảm ơn Đạt với lại Trường cũng như Huy đã đến đây hôm nay để mà chơi với Vinh cái game Settlers of Catan này. Game này rất là popular nha mấy bạn. Game này mọi người trên thế giới chơi rất là nhiều. Có về hai phe, có nghĩa là người thì rất là thích cái game này, người rất là ghét cái game này. Nên cũng bạn cũng thấy được tại sao rồi đúng không? Tại sao ghét ha? Chẳng hạn như Vinh bị chặn liên tục từ đầu game, cuối game có số 8, số 10, số 8, số 10, số 8, số 10 đó. Chạy qua chạy lại có 3 số đó thì các bạn thấy thích nổi không? Nhưng mà Vinh cũng thấy ok. Vui là chính đúng không các bạn? Thì nếu mà các bạn thấy video rất là hay và bổ ích, cũng như là thấy cái game này rất là hay, cũng như channel cho một anh editor, anh Minh kia một cái like, tại anh edit quá hay đi. Thì xin các bạn hãy cho video một cái like nha. Nhớ subscribe vô channel cũng như nhấn nút bell để mà sau này có những cái video tốt hơn thì các bạn có thể thấy được. Cũng như là nếu các bạn có góp ý hay là có comment gì đó, thấy tụi mình chơi cái gì đúng hay là sai, hay là thấy gì hay đó, thì comment phía bên dưới cái video này thì mình sẽ comment lại cho các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Bye bye.